xin chào cả nhà. Hôm nay em và mẹ sẽ làm một món ăn, đó là cách làm đậu phộng da cá nhé cả nhà. Bây giờ mời cả nhà cùng theo chân em để đi vào làm. Mình sẽ làm một cái món ăn đó là đậu phộng da cá, siêu dễ làm và rất ngon nha. Rồi bây giờ mời cả nhà vào bếp để coi mẹ em làm như thế nào, có ngon không nhé cả nhà. Thank you.
Xin hẹn gặp lại các anh chị mình video lần sau ạ. Các anh chị thấy hay thì cho em một like và một subscribe để em có động lực đi lên nhé cả nha. Rồi, bye cả nhà, hẹn gặp lại video lần sau.